rào nên ý thơ, nghe tâm tư mơ ước mộng cao nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa, hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai. Đường chân nhìn hoa bước rồi lòng chân mơ bước hoa, lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương, lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Xin chào tất cả các bác. Ở đây thì em đang có một chiếc đài Sony 710S quen thuộc. Dòng này thì em cũng quay trên kênh nhiều rồi. Chiếc này cùng với lại Sony 3 cây gậy thì các bác ngày xưa rất là ưa chuộng. Chiếc này thì nó sản xuất vào năm 1993, sau chiếc 3 cây gậy sản xuất năm 1990. Nên là dòng này thì Sony họ làm thêm là 2 cửa băng và có thêm cổng line-in để cho các bác cắm nghe nhạc từ điện thoại, laptop rất là tiện. Các chức năng thì còn hoạt động tốt cả. Để quay nhanh thì em sẽ không giới thiệu lại nữa. Các bác có thể xem lại các video cũ em đăng ở trên kênh. Về hình thức thì chiếc này còn rất là đẹp để các bác trưng bày. Các chữ in trên cục máy thì chưa có bị phai màu. Đầu từ của nó thì cũng còn rất là đẹp. Để bây giờ thì em sẽ test nhanh qua cái phần băng cassette để cho các bác nghe. Mọi thông tin chi tiết về mua bán sản phẩm thì các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại trên bảng tên. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Anh tôi miền xa bao lần đêm bước.
vang đâu trôi về nhắc anh ngày thơ. Chuyện xưa, chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Trào lưu nuôi con cho con ăn dặm kiểu Nhật là sự quan tâm lớn với các bà mẹ Việt. Trên nhiều trang mạng hay là diễn đàn xã hội thì nhiều bà mẹ bày tỏ sự vui mừng khi thành công cho con ăn dặm kiểu Nhật. Và mặc dù vẫn còn nhiều mẹ hoang mang bởi vì mọi người trong gia đình chưa thực sự tin tưởng, thậm chí anh Tuấn Hiệp biết không là còn phản đối cái cách ăn dặm này nữa. Vâng ạ. Song phương pháp này vẫn nhận được sự ủng hộ từ phần đông các mẹ. Bà Quang muốn đóng một chiếc ghế sofa đơn giản thay bộ ghế cũ. Lá thư về cha, cha viết cho con, nên tự nhiên cảm xúc trong lòng em vượt qua cái tầm kiểm soát của bản thân. Em lùi lùi viết thư gửi về cho đại gia đình những lá thư xanh. Yêu chặt. Và nhân lần nữa